Chào các bạn, đây là chiếc giá treo khăn trong nhà tắm của hãng Ecoco. Cái giá này có điều khá đặc biệt, đó là chúng ta sẽ không cần khoan tường mà vẫn có thể gắn lên tường được nhờ những cái miếng dán siêu dính. Giá treo khăn này khá dài, dài 68,6 cm, có mã sản phẩm là E1928. Toàn bộ dán thì bằng nhựa và chúng ta có cách để dán lên tường như sau. Các bạn sẽ lau sạch bề mặt và sau đó dán các cái miếng dính đi kèm. Và chúng ta có thể cài lên để đính lên tường hoặc là có thể tháo ra để vệ sinh được. Lưu ý là khi mà dán xong ấy thì các bạn phải để nó khô keo 12 tiếng thì mới cho chịu lực. Đây là cái thanh treo hoặc là giá treo khăn của chúng ta. Khá là dài. Và đây là cái miếng dán đi kèm. Hình tròn. Có hai miếng để đính vào hai đầu. Thiết kế của cái giá treo khăn này cũng khá đẹp. Chúng ta thấy nó là một cái thanh có điểm cái mặt màu đen của hãng Ecoco. Cái này để các bạn gài vào cái miếng dán. Các cái góc cạnh đều được bo tròn. Và phần nhô ra khỏi tường là khoảng 6,1 cm. Còn chiều cao của cái giá này là 3,5 cm. Việc gắn lên tường cũng đơn giản. Các bạn chỉ việc bóc cái miếng dán đi kèm và lau khô bề mặt rồi dán lên tường. Nhớ là định hình cẩn thận vì đã dán rồi là chúng ta rất là khó bóc ra khỏi tường. Sẽ phải bỏ miếng dán này đi. Đây, bóc cái lớp keo này ra. Sau khi mà dán xong các bạn sẽ gài vào đây như thế này. Là chúng ta cố định được khăn lên tường. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc giá treo khăn của Ecoco, có mã là E1928, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.